Xin chào bạn Ken nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học màu nha, học màu với dòng xây và bạn cuốn con. Rồi con đổ nó ra đi, con đổ dòng xây ra. Wow. Rớt luôn rồi hả? Rồi bây giờ mình cho bạn Xu này xếp hàng lại học nha. Rồi xếp hàng vô. Đây bạn Xu này xếp hàng vô. Rồi đây xếp hàng vô. Rồi con đếm coi có mấy con Xu, đếm thử coi. Rồi con đếm số thử coi có mấy con Xu. Rồi con đếm thử coi nha. Đúng rồi. Năm. Rồi có năm Xu. Rồi bây giờ bắt đầu mình học màu nha. Rồi đây là màu gì? Màu vàng. Rồi màu vàng. Cho bạn Xu cái màu vàng nha. Màu vàng. Rồi đeo vô cổ luôn. Rồi tiếp theo, đây là màu gì? Blue. Màu blue, đúng rồi. Rồi cho bạn Xu màu blue. Rồi màu blue. Tiếp theo đây là màu gì? Red. Rồi cho bạn Xu này màu red. Rồi đây là màu gì? Màu xanh. Green. Rồi cho bạn Xu này màu xanh đi. Rồi con cho bạn Xu đeo vòng vô. Rồi đeo vòng màu xanh vô. Rồi đây là một màu gì? Màu pin. Rồi màu cuối cùng luôn. À rồi chúng ta xếp hàng ngay ngắn lại nè. Rồi wow, mấy bạn chó con ngủ hết rồi. Yeah. Rồi bây giờ mình học lại nha. Đây là màu gì? Đây là màu gì? Màu hồng, tiếng Anh gọi là gì? Pin. Rồi, đây là màu xanh lá cây. Tiếng Anh gọi là gì? Màu green. Rồi, đây là màu đỏ, tiếng Anh gọi là gì? Red. Rồi, đây là màu xanh nước biển, tiếng Anh gọi là gì? Blue. Rồi, đây là màu vàng, tiếng Anh gọi là gì? Yellow. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong rồi ha. Rồi chào các bạn đi con. Hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.